giảm cân chắc chắn là một cuộc chiến đầy khó khăn với bất kỳ ai. Đối với con gái, hành trình này xem chừng nhẹ nhàng hơn một chút gì ít nhất, họ đã có sẵn động lực là sợ xấu trong người. Còn với con trai, những người hay bĩu môi phân trần con trai thế nào chẳng được thì độ khó sẽ tăng lên gấp gấp bội. Nói thì nói vậy nhưng thực tế đã chứng minh, ở ngoài kia cũng có không ít những chàng trai đã giảm cân chiến thắng và quá nam thần trong mắt bao người khác. Wonderboy người Hàn sinh năm 1999 này chính là ví dụ. Lee Sung Joo là một Wonderboy thế hệ nổi đến từ Hàn Quốc. Người chúng ta đang nhắc đến ở đây có tên là Lee Sung Joo, một Wonderboy thế hệ nổi trên Hàn. Sở dĩ giữa một rừng trai đẹp của xứ sở Kim Chi, Sung Joo vẫn hấp dẫn được sự lưu ý cũng như sự yêu mến của mọi người đó là do anh chàng đã có hành trình dài giảm cân, lột xác trước khi đẹp trai được như hiện tại. Trước đó, Sung Joo từng sở hữu cân nặng lên tới 78kg. Khi ấy không ai chê Sung Joo xấu nhưng tự anh chàng cũng biết khuyết điểm của mình nằm ở đâu. Càng lớn, chàng trai này càng nhận ra dù là trai hay gái thì việc sở hữu một ngoại hình sáng sủa cũng hữu ích hơn, vậy là Sung Joo cố gắng giảm cân. Trước đó Sung Joo từng nặng tới 78kg. Ngoại hình tuy không quá xấu xa nhưng vẫn khiến chàng trai này tự ti ít nhiều. Và anh chàng đã quyết định giảm cân. Ăn uống, tập tành vào khuôn khổ có lẽ là việc cực kỳ khó với một chàng trai đang tuổi ăn tuổi ngủ nhưng Sung Joo đã vượt qua được nó. Thành quả là cậu chàng đã giảm cân vô cùng chiến thắng. Và những lời khen không ngớt, giảm cân xuất sắc. Hóa ra ai cũng có tố chất làm nam thần, miễn là biết đổi mới mình, đẹp trai quá anh ơi, anh còn thiếu người chơi gái không? Anh ơi, mẹ em thiếu một chàng rể như anh. Có lẽ là phần thưởng xứng đáng nhất cho chàng Wonderboy này. Sung Joo cũng sở hữu thân hình cao ráo, mặc gì đẹp đấy. Đẹp trai quá mức luật pháp rồi nhé.